chị cấm này của em cấm chứ. Cô làm hết dành với chị Tư cấm một. Sợ hết cấm hoa. Ủa bị đổ canh hết ta. Sự thay đổi nhẹ. Làm như dạng nó biến đổi ren đó chị. Từ lấy thích cấm hoa rồi. Biến đổi ren. Thì cho dùng thuốc hay là nó từ từ nó chuyển đổi. Bữa nay có sự thay đổi nhẹ luôn nha, canh cải. Rồi bữa nay do lo mà cải. Đó dư để rồi. Ủa cái này cúng luôn nha. Dạ đúng rồi chị, sắp rồi cái gì. Đổ luôn á. Cái vị khán giả này nói chung là gửi cho Vinh rất là lâu rồi anh chị ơi. Nhưng mà bữa nay mới có cơ hội. Bữa nay là đi chuẩn bị cái mâm cúng thì mình cũng tốt thôi. Cho nên là phải từ từ đi xây dòng đi đó. Mình điều chỉnh. Ủa cái này là của ai anh Minh ha? Này của khán giả là giấu tên, giấu tên, giấu mặt. Không biết ở đâu luôn. Khán giả bữa đó có đi đến đây nè. À có đi đến đây. Gửi tiền cho anh mà không có cho ai hay biết hết. Chung là nhét vô túi. Dạ. Nhét vô túi nói là em mà cúng gì đâu, cho chú Vũ Linh đi, cho cậu Năm. Thì kêu là cậu Năm. Mình thì mình gọi chú quay. Khán giả ba la mặt. Khán giả cậu Năm. Đây là khán giả từ Dĩ An, Bình Dương. Chị không cho luôn, chị không cho biết chỗ nào luôn đó. Chị có cho em biết được, em vừa giới thiệu lên đó là biết khán giả nào chứ, nhiều khi gọi em quịch rồi sao. Chị không giới thiệu em nói ai cũng là dấu tên hết, lỡ cũng có lần một mà nhiều người dấu tên á. Nhiều người dấu tên mà. Đúng rồi. Thì anh không phải là anh cúng lần một mà anh nói nhiều người. Nó cũng lần một cái người đó cứ tưởng là mình cúng cho người đó rồi, tại vì người đó cũng dấu tên cho nên là mình phải biết cái địa chỉ của người đó. Dạ. Yeah. Thôi. Đừng nói chuyện nữa. Cái này là cấm bất chấp luôn nè. Còn hai người mà lâu lắm đó, người ta ở đây xong rồi đó. Đâu cho làm đâu. Bây giờ nước đá cũng chuẩn bị sẵn luôn nè. Anh đi hết rồi. Ở đây quý chú chị lên đây nè, anh review cho. Review đây lúc chưa cúng mình review cho nó ngon lành tốt em. Đây gồm có là 5 chai 247 là khi mà chú uống vô là chú sung sức lên. Wow. Gì ghê anh. Còn đây là đây là xì tin. Cái này không có xì tin ta. Thì Jambari nè, giống như xì tin nữa quý chú vậy mà như của Thái. Nước tăng lực. Nói chung là nước tăng lực. Mình vô mâm này luôn ha. Xíu mình để ngay kia. Đó. À, đặc biệt cuối chuẩn bị, đặc biệt là cái đây là cái hộp cơm chiên của anh Tụ Quán anh tặng riêng. Đây là đồ mặn, không có ấy quý vị, không cúng nha. Vì mình đặc biệt không cúng đồ mặn. Đồ mặn mình để ăn thôi chứ không cúng đâu. Không cúng thì được thì còn đưa cái khẩu ăn vô cái chiên. Trời trời, chờ mấy cái đó làm vậy mới vừa với Minh. Trời ơi, Minh là trong đây là cái bàn sàn nhất trong đây mà. Giờ mình nói không cúng là rồi vừa với Minh rồi chứ. Rồi. Còn phải nói ăn với nó mới chịu. Để mới vừa với anh chứ với anh. Chị mới vừa với Duy Vinh. Duy Vinh là dữ dằn nhất trong nhóm này mà. Rồi vừa dữ dằn nhất trong nhóm này mà. Đúng rồi, nó dữ dằn dữ sao không được. Đường nào Duy Minh nói cũng được hết á. Nói chung là trời nói. Cái gì mà quá trời tầng á ông ớt. Dự kiến 5 tầng mà không biết mấy tầng em biết nữa. Chà chị ơi. Dữ dằn là phải dằn. À đúng rồi. Ngay có cái từ dữ dằn là dữ cọp ha. Tay cọp. Dằn là cọp á. Đúng rồi, bữa nay anh này không biết anh đến từ nước nào nữa nè, anh cắm hoa cái phong cách phải nói là mớ
Rồi xong rồi. Trời ơi mỗi bạn. Câu giờ nè, đúng là không có khán giả câu giờ. Ồ mình chút xíu mình dở cái này vô trong ra họ búa họ mình giờ vô lúc đó rồi nay giờ đã thêm á thì mình chuẩn bàn tới lui á trời ơi giờ cái trong nó vẫn được mà vừa mát mà vừa giờ là đem cơm lên nè cô chú anh chị để cúng cho chú buổi trưa ha. Dạ dạ nãy giờ rồi chị. Ờ cái hoa mình đâu cả. Ừ, cái hoa đây hả? Cái này là cắm hoa nghệ thuật nhanh mình nên cái người mà mình nhìn suy nghĩ mình nó ra được mấy cái nghệ thuật đó. À đúng rồi. Suy nghĩ hả? Bữa nay nghệ thuật lạ quá ha. Ê cái bàn cung kinh nha. Cái bàn không có ngay rồi. Sửa cái bàn lại đi. Ớt ơi, sửa cái bàn lại trước đi anh, để hai ngã hoa đó. Cái bàn nó bị trong. Chị Tư không cho cắm hoa đi buồn rồi. Chị Tư rửa ly rồi. Chị rửa chung nước của chú. Anh Ngọc hay thỉnh cái bia xuống luôn nha. Ừ. Cái bia cũng hồi sáng giờ. Cái bình hoa lạ kỳ nha. Mới nhất thế gian. Ê, bà xã em thấy đẹp không? Đẹp. Đẹp đúng không? Tự hào quá. Tự hào có ông chồng cắm hoa hả? Quá sống. Xin ăn ha. Ông cắm cái kiểu gì mà em giờ cũng biết là nó 3 tầng hay là nó mấy tầng. Nãy nó 5 tầng mà. Nó tròn hay tròn. Nghệ thuật mà. Cái này hình như là gì biết không? Sô le. Tại vì một cái cây á, thì nó sẽ có nhiều tầng. Mà nhìn từ nhiều hướng. Các bạn mình nhìn từ nhiều hướng mà chú nhìn từ hướng nào chứ cũng thấy hết. Đó. Đặc biệt là vì mình để nước ngọt theo nước, cái phong cách mới. Hết là lúc nào cũng vậy hết, nhưng tại vì mấy anh em không có để ý thôi, nó thật sự luôn. Khi mà mình để ý mình cúng ra sao hay là mình cúng ra vậy nó rất nhanh, lẹ mà gọn. Đó, để có lớp lan gì. Vậy là cúng trong vòng 8 phút là đủ ha, nếu mà cúng lố là không được. 8 phút là mình kết thúc rồi đó. Mà giờ đã ra 10 phút mấy rồi. Không có mình chưa cúng à, bây giờ mình cúng. Trời ơi, phát hiện có người cắm hoa đẹp hơn tôi rồi. Đó, tự mình chứ ai. Chị Tư mình đưa cục mốt. Chị nghĩ ý tưởng đưa cục mốt lên trên nè, rồi chị dán băng keo luôn nè. Nó thật sự luôn á. Chị Tư ở đây mà nếu mà nói về cắm hoa là chỉ là số 2 là cũng không ai qua số 1 đâu. Không ai qua số Z. Cái gì? Ai nói xấu kìa. Xấu gì? Em nói xấu vậy chứ ai nữa. Ly đó là phải thận trọng nha chị. Của chị không lon đó. Đi. Nên thở luôn. Không mà cái ly đó mà ai mà có ý là không bao giờ mà bỏ đi. Bữa mà là ấy là có ý không rồi. Thấy nó là anh Ngọc ơi. Nam mô Phật. Nam mô cúng cho chú Nguyễn Linh nha cô chú anh chị. Khi khán giả gọi cúng là một cái khán giả ba la mật thì xin chúc cho vị khán giả này anh và chị không biết sao nữa thì xin chúc cho khán giả ba la mật có thật là nhiều sức khỏe nha. Phượng Thọ 66 tuổi, hôm nay được sự trợ duyên của một người của chị ở làm Chị An Bình Dương, giấu tên, gửi cho Duy Minh 500.000 để là đặt một mâm cơm chay cúng cho chú Vũ Linh.
trước là mời chú đi lên, sau cũng cầu nguyện cho chú được giảng sanh về miền Cực Lạc, và cũng không quên hồi hướng công đức cho gia đạo gia đình của chị ở Dĩ An, Bình Dương được là ấm no hạnh phúc, làm ăn phát tài phát lộc và đặc biệt có nhiều sức khỏe. Duy Minh cũng nguyện giấy với mẹ Quan Âm nhân biến hoặc thực cho tất cả các hương linh ở nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương này được hưởng chung với chú Du Linh là ông Võ Văn Ngoan, và được hưởng hương khói tại đây. Chúc các chị các ngài tổ thần tổ mộ thổ địa đất đai dương trạch thần hoàng một cảnh long thần hộ pháp nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương chứng nhận dùng tấm lòng của Duy Minh cũng như là tất cả các anh em YouTube đến đây so với mẫu chú Nam Mô Phật. Trời ơi, ông giấy sao còn nữa cơ nha, cái nhiên cột cái nhà. Ừ, mà nắng quá trời. Cái bàn cúng trưa nay hả, trời ơi đẹp lộng lẫy luôn. Lẫy luôn ha, đặc biệt là có hoa của ai cắm á. Đúng rồi, trời ơi. Đẹp khủng hoảng, tinh thần. Nhưng mà không đẹp bằng hoa trên kia kìa. Đó được rồi. Biết sao không? Tại vì cái bó hoa em cắm có 8 phút và còn cái bó hoa của chị cắm tới là 15 phút. Nếu trùng á, vô hình là nhìn cũng đẹp lắm á. Vô hình đẹp rồi đúng không? Vô hình đẹp. Trời, vô hình đẹp là được rồi. Đúng rồi, cắm heo, cắm nghệ thuật mà đâu phải đơn giản đâu anh, trời ơi. Cắm ta là phải đo, đăng căng cái căng đo dữ lắm á. Tôi hước tắt. Vì mình cắm chỗ cúng thì thường thường á, nhìn vô là biết liền là quý của chúng chị. Có cúng của chú là hôm nay là có nước ngọt ha, rồi canh, rồi đồ xào, măng kho nè, rồi trái cây. Đó mà đứng mà mình review mình. Ủa, đứng xa xa tí xíu giống như cô bữa đó ha cô. Mình đứng có gì à? Mét. Ủa cái này là bữa nay đâu có cà phê sữa không? Không, bữa nay không. Tại vì sáng uống bao uống ly rồi. Dạ. Chúng ngán rồi, phải sữa chưa, phải cho uống gì tăng lực không mới được. Cho uống tăng lực lên mới tăng lực được. Đó, quý chúng vậy. Rồi à, mà có mình thì quay xa xa đứng mét cho các vị các ngài giờ biết rồi, em đang thấy nè. Phải đúng không? Rồi, đúng rồi đó. Mình đứng xa ra một tí. Nhưng mà mình có thể là bữa trưa nha cô chú anh chị, còn có mấy anh em mẫu mẫu rồi thôi bây giờ mình tay phải lại cam tiền xin kết thúc video nha. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có ngày tốt lành ha.